cũng có quy mô là 20 heo né. Như hiện tại ở chung trại của em thì một năm thì thu về khoảng 600 đến 650 triệu. Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người tiếp tục về quê hương Tâm Lãnh để thăm một cái mô hình chăn nuôi, đó là mô hình chăn nuôi heo rừng lai kết hợp với trồng cây ăn quả. Và đứng cạnh mình đây là anh Cơ, là chủ của cái trang trại này. Và hôm nay thì anh Cơ sẽ đưa mình đến thăm cái mô hình trang trại chăn nuôi heo rừng lai này. Rồi, xin chào em. Được biết đến cái mô hình chăn nuôi heo rừng lai của em rất là lâu. Nên hôm nay xin phép em cho anh cùng với mọi người được ghé thăm cái trang trại của em một xíu. Dạ, ok. Trang trại này mình nuôi được lâu chưa em? Nhà em nuôi thì 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Mình nuôi là cả heo thịt, cả heo giống và cả heo thịt hả? Dạ, bán cả heo giống hay thịt. Cái trại bên đây là cái trại heo 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 gì đây? Dải này thì nuôi heo thịt hai dải. Mình tham quan cái dải heo thịt này trước chưa hả? Chuồng này thì dành cho heo trên 30 kg. Con heo rừng này mình nuôi đến trọng lượng khoảng bao nhiêu là mình có thể xuất được rồi? 30 kg là xuất thịt được. Nhỏ kia đó hả? Dạ. Nó là mình có thể mổ thịt bán lẻ cũng được. Còn có thôi, có khi khách yêu cầu heo 20 kg, 25 kg cũng có. Nó không giống như heo nhà. Giống như là cơ bản heo là cỡ tầm trên dưới 30 kg là mình có thể là xuất xuất bán thịt được rồi hả? Dạ đúng rồi. Và thời gian mình nuôi và để đạt được cái trọng lượng như vậy thì thời gian là bao lâu em? Để đạt được 30 kg thì từ lúc mới sinh thì nuôi khoảng 7 tháng. 7 tháng từ khi mới sinh ra, dạ. Nó sinh con ra bây giờ đến nuôi đến cái khi xuất là khoảng tầm 7 tháng à, dạ được cái trọng lượng đó hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu như mình nuôi thêm thời gian nữa thì cái trọng lượng của heo này, heo rừng lai này thì bây giờ nó khoảng tầm khoảng bao nhiêu ký em? Nuôi nó lớn hết khả năng khoảng á. Thì tùy tùy dòng, nghĩ giờ dòng của em thì heo này rất lớn, do heo đực nó lớn ấy. Lớn sáng. Thì nếu mà nuôi nuôi nữa thì nó lên 50 kg, 60 kg cũng có. Thời Nhưng gian mà lâu. Nuôi có thể thời gian lâu, có thể Dạ. là một năm thì có thể là cái trọng lượng nó lên đến khoảng 50-60 kg à. Dạ, đúng rồi. Nên heo mẹ heo, heo đực nó to ấy. Cho nên sát heo con nó cũng to. Nuôi tới đây thì nó lớn lên thôi. Ủa bên đây là con heo gì? Heo như heo ké à em? Heo Dạ. ái à, heo giống à? Ở chung này thì nuôi heo heo cái đông măng the á, với lại heo đực. Heo này thì đang chữ tháng 2 tháng thì để đây. Heo này là heo ké đang đang măng the, Dạ. nghĩa là mình nuôi chung như thế này, nhưng mà đến khi mà nó gần 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 đẻ thì bây giờ mình tách riêng ra chứ hả? Dạ đúng rồi. Còn khoảng 2 tuần nữa đấy, 10 ngày á là nó chuẩn bị đẻ, thì em chuyển vô chuồng chuồng nhỏ thì nó đẻ. Khi đẻ thì nó phải cái chuồng riêng chứ không có chuồng chuồng riêng. Mình nuôi heo rừng le như vậy là thức ăn của heo rừng le là cái gì em? Tùy theo giai đoạn của heo. Nếu mà heo lớn đi thì cùng có cúng gộ này hoặc là bắp, rồi với cây chuối, cỏ cỏ voi, lá khôi rồi á. Em có trồng thêm trà khổng lồ rồi cho nó ăn. Nghĩa là cơ bản của hắn là lá cây rừng hả? Dạ. Lá cây mình trồng lá cây cỏ rồi cỏ voi với lại chè khổng lồ đó cho Dạ. nó ăn. Còn heo đẻ thì bổ sung thêm cống gỗ với lại hột bắp hả? Dạ. Thức ăn tinh thì 40% thôi. Nhưng mà mỗi ngày một ngày thì mấy con lớn cỡ dài á thì mỗi bữa ăn chỉ có 3 lần cá cống gỗ á. Cái này là cái chè khổng lồ, người ta gọi là chè khổng lồ đó hả? Dạ, chè khổng lồ là chè cho đạm này, cái cây này là chiếm tỷ lệ đạm cao nhất trong các loại là cây dành cho trâu bò đồ ăn đó.
cỏ rồi, rồi cũng là chứa lượng đạm nhiều nhất cho ấy này. Dạ. Cho nên cái chè này là bây giờ ở mình có không hay là mình lấy giống ở đâu về mình trồng vậy? Trước thì em có xin. Em trồng giờ nhân giống nhiều rồi. Có trồng riêng mấy khu thì cho riêng cho cây này đấy. Dạ. Sen nhiều chỗ. Cây này thì trồng bờ rào rồi á. Làm bờ rào rồi lấy lá luôn. Thế mình cắm như vậy, mình trồng để ngồi chỗ nào trống thì mình trồng và mình lấy cái lá này cho heo ăn. Dạ dạ đúng rồi. Bây giờ mình có thể là ghé qua chỗ khác mình tham quan cái chuồng khác được không ạ? Dạ. Là cái chè cụm lô đây mọi người. Cái cây này thì chắc có lẽ cho trâu cho bò ăn được không ạ? Dạ, trâu bò thì thích. Trâu bò ha, là nói chung có vật nuôi đều có thể là ăn, nếu mà vật nuôi nào ăn thực vật thì có thể ăn cái loại chè được hả? Dạ. Dê, thỏ rồi gò rồi ăn. Gò nó ăn ghê lắm. Cái chè bên đây là mình nuôi heo thịt hả em? Dạ, giá này heo thịt, heo này thì nhỏ hơn. Heo này giờ thì khoảng 20kg. Nói chung là chỉ mình nuôi heo này, heo rừng lai này thì mình chỉ cần những cái chuồng nhỏ như thế này để cho nó trớ mưa với lại nó ngủ thôi. Còn tất cả là bây giờ nó tự hoạt động ra bên ngoài hả? Dạ, vậy có chuồng nhỏ thì để nó ngủ trú mưa. À, trú mưa thôi. Còn chỉ đất rộng. Hoạt động là bây giờ mình rồ lưới cho nó ra bên ngoài hả? Dạ. Heo thịt thì càng rộng thì càng tốt. Nghe là nếu có điều kiện là mình mở rộng ra thì nó ra ngoài nó hoạt động nó dễ nhanh phát triển hơn hả? Chuồng rộng thì nó vận động thì chất lượng thịt heo ngon hơn. À, chắc thịt ngon hơn. Dạ, chắc thịt ngon hơn. Lại thói cái thói quen của con heo rừng là nó thích ủi rồi đấy. À. Nên phải có khoảng đất rộng để cho nó ủi nó phá. Cái này có nhược điểm là nó lâu ra lá hơn là cỏ. À, lâu phát triển lá hơn nhưng mà cái chất lượng đọm mở lượng đọm trong lá thì tốt hơn là những cây trồng khác hả? Dạ. Nên nó lâu ra lá hơn cho nên trồng thì trồng nhiều hơn. Hiện tại tổng cái đàn heo sinh sản, heo né của mình là bao nhiêu con em? Em thì có 20 né. 20 né. Dạ, tổng vừa lớn vừa nhỏ hiện tại thì khoảng 130 con á. 130 con, nghĩa là 20 con heo né còn lại là heo thịt chứ hả? Dạ, heo thịt, heo câu. Heo nuôi như thế này thì bây giờ nghĩa là bây giờ khi là heo con thì bây giờ mình có mình tự để mình nuôi lại hay là mình có cung cấp nguồn giống cho người dân không em? Dạ có. Heo khoảng 7kg trở lên. Dạ 7-15kg là bón giống. Người ta thì nhiều người tới mua. Còn một số ít mình chừa lại để mình nuôi heo thịt. Dạ. Những con mà chọn để nhân giống mà ấn sáu ấy thì mình không có ấn giống cho họ để làm nuôi thịt. Dạ. Em có thể chia sẻ về cái số điện thoại của em để cho mọi người biết được không em? Tại vì khi nào mà mọi người xem video mà thấy có nhu cầu về cái heo giống hay là heo thịt á thì họ có thể liên hệ với em. Số điện thoại của em là 0989 46 45 42. Người có thể tìm Zalo hoặc là Facebook. Facebook heo rừng. Của em là gì em ạ? Heo rừng AB. Heo rừng AB hả? Dạ. Như phía trên còn một cái tẻ heo thịt heo nữa. Dạ anh xuống coi luôn cái này nè. Còn nhiều. Giải này thì nái thế này. Nái chữa với lại heo đực. Có lại một chuồng heo thịt, heo nhỏ. Đây là cái này là heo né đây chứ mà. Dạ, đây cũng heo né đây. À. Heo né thì đi là đực khó. Về cái giá con giống thị trường hiện tại là như thế nào em? Em có thể nói rõ cho mọi người biết được không em? Heo giống thì từ 7kg đến 15kg thì 250 một ký. Dạ. Hiện tại đang có khuyến mãi giảm giá mọi người do ảnh hưởng dịch đấy. Dạ, còn 220 một ký á, nhưng mà tùy số lượng. Mọi người số lượng nhiều thì giá rẻ hơn. Còn heo thịt thì cỡ 20kg trở lên thì 180.000 một ký. Heo thịt là 180 ngàn một ký hả? Dạ. Tùy số lượng mọi người mua nhiều thì có thể giảm. Dạ. Ví dụ như một người ta họ muốn nuôi heo thì bây giờ cái với số lượng nhỏ thì bây giờ cần thiết là họ chỉ cần mua lưới thì họ rò đổ bê tông xung quanh, họ rò lưới để mua mưa lại. Và họ lòng có ô chuồng thế này họ thả họ nuôi thôi chứ có gì đâu em, đúng không? Dạ.
nuôi từ 5-6 con rồi lấy thì đã làm cái chuồng này. Ừ. Còn nuôi 1-2 con thì chuồng nhỏ cũng được, không sao. Dạ, chuồng nhỏ thôi. Nuôi nái á. Heo lần rừng lai này bây giờ khả năng nó kháng bệnh nó có tốt hơn hay heo tráng được không em? Dạ, thì cái con heo rừng này thì nó thích hoạt động nghe. À. Lại mình được nuôi dưỡng cái không gian nó rộng á. Cho nên sức đề kháng của nó rất là tốt. Bản thân nó là sức đề kháng tốt hơn heo nhà rồi. Mà thì nó thường xuyên được vận động. Vận động với nó hoạt động một cách tự nhiên nên bây giờ khả năng đề kháng của nó vẫn tốt hơn hả? Dạ, sức đề kháng thì nó thì tốt hơn. Quá, ngồi cái việc chăn nuôi heo ra thì bây giờ mình cũng trồng thêm cây ăn quả hả? Dạ. Nhà có trồng thêm bưởi da xanh, sen với chuối với lại cỏ để cho heo ăn. Dạ. Nghĩa là mình tận dụng cái vườn cây ăn quả đó, bây giờ mình nuôi, mình trồng cây ăn quả đó, còn cái khoảng trống đó là mình trồng thêm cỏ xen vào trong đó để mình lấy nguồn thức ăn cho heo rừng. Dạ đúng rồi. Đây là khu chè bưởi, cây chè. À cây chè. Lát nữa chắc có lẽ nhờ em đưa mọi người lên thăm luôn cái vườn cây ăn quả một xíu. Dạ. Bên đây là tiếp tục là một khu heo thịt. Đây chắc heo thịt chứ em hè? Dạ, đây heo thịt, đây heo thịt nhỏ hơn. Heo này thì 15kg trở lại có con. Từng đợt heo đẻ chuyển xuống từng chuồng riêng. Rộng nuôi vô giỏ heo cũng sờ thì nhớ thì dạ cho mình nó ít tiếp xúc cho người, nó chuồng nó rộng như vậy thôi. Chuồng rộng thì heo nhớ hơn. Lá chè không lô hoặc lá mật gáo này, lá mật gáo này nó cũng ăn. Cái này là cây lá mật gáo đấy hả? Dạ. Cây này thì ăn phòng bệnh tiêu chảy rồi đấy. Nghĩa là ăn ngồi còn yếu tố dinh dưỡng ra này, còn nó còn khả năng phòng bệnh tiêu chảy nữa. Dạ. Phòng bệnh tiêu chảy thì em có cây bạc gáo, cây hoàng ngọc. Cây hoàng ngọc rồi, cho heo con rồi heo mẹ nuôi con nữa nó ăn. Phòng do mình chăn nuôi nhiều rồi lâu ngày có kinh nghiệm nên mình sưu tầm cái cây nó phòng bệnh hay. Tốt nhất mình trồng mấy cây thuốc phương nam á, mấy heo rừng thì mình khó bắt hơn, khó bắt để chích thuốc hơn. Cho nên mình tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tao lý thì nếu như con heo rừng này mà nó bị bệnh thì cũng khó, nó vô dở thế nào thì bác để mà bác mình chích thuốc thì cũng khó thì. Dạ. Đúng rồi, nên mình phải bắt buộc phải phòng bệnh cho nó tốt. Phòng bệnh tốt hơn. Rồi bây giờ mình lên trên cái trà đây mình coi xem. Dạ. Phong quả này. Đây là toàn bộ cái quang cảnh nuôi heo rừng nè mọi người. Heo rừng thì theo mình nghĩ, theo mình quan sát mình thấy thì cái chi phí đầu tư nó cũng tương đối thấp, chuồng trại thì cũng đơn giản thôi. Chỉ cần làm những cái ô chuồng như thế này để cho heo nó trú mưa và nó ngủ buổi tối thôi. Còn lại thì chỉ cần rào lưới 40 để cho heo nó khỏi chạy ra bên ngoài là được. Còn thức ăn của heo rừng thì nó theo mình thấy thì nó cũng rất là đơn giản. Trồng những cái cây chè khổng lồ, là cây mận ngọc, là một số cây cỏ voi đó là thức ăn chính cho heo. Ngoài ra thì chúng ta bổ sung thêm một số ít cóm gồ, cóm bắp. Đó với nhưng mà cóm gồ, cóm bắp thì chủ yếu cho heo sinh sản thôi, chứ còn heo thịt thì chắc cũng không cần em hả? Dạ có chứ. Nhưng mà số lượng nó ít hơn hả? Dạ nó ít hả? Heo thì phải đảm bổ thức ăn tinh cho nó. Cho nó cay không, thức ăn xanh không thì nó cũng lao lớn. Mình nuôi không có đợt kinh tế. Và có thức ăn tinh. Nhưng mà vừa đủ để chất lượng thịt nó ngon. Nhưng mà mình không nuôi heo rừng thì mình có, đối với heo thịt thì heo tráng rồi người ta họ tích vaccine và phòng ngừa bệnh thường xuyên. Nhưng mà heo rừng này mình có tích vaccine được không em? Dạ có. Này mình chích thuốc sát với lại phòng tôm liên ấy. Thuốc sát thì như là thuốc bổ chứ, thuốc bổ sung máu hả? Dạ thuốc sát cho heo con đấy, phòng bệ liệt với lại phòng tiêu chảy. Lúc con 3 ngày tuổi, 10 ngày tuổi. Còn heo nái này thì bây giờ nó sinh được mấy ngày rồi đây? Heo này thì gần thoáng rồi đây, nó sinh ngày 2 tháng 9. Né này sinh ngày 2 tháng 9 này. Cũng heo rừng thì bây giờ cái gió nó cao là phải, tại vì cái trọng lượng heo đâu có lớn lắm đúng không? Dạ. Tại vì tự nhiên nó lâu làm nhưng mà trọng lượng nó lại không lớn lắm. Nuôi mới đẻ ra heo con rất là nhỏ.
nuôi được tháng nó như, được vậy. Tráng người ta thôi cái tầm cỡ 3 đến 4 tháng là có khi đặt cả tọ rồi. Dạ. Đúng không? Bây giờ nó thì heo con mình nuôi cả tháng mới 4 kg, 3 kg à. Ừ. Nó chỉ bắt đầu phát triển khi tập an được á. Ừ. Thì heo con lúc đó mới từ từ phát triển. Nhưng mà heo rừng này thì bây giờ heo con mà người ta xuất em xuất cho họ nuôi heo giống á, họ nuôi á em kìa. Là bây giờ con heo con thì tầm đợt trọng lượng khoảng bao nhiêu ký là người ta họ sẽ bác mua về họ nuôi được em? Khoảng 7 ký anh. 7 ký hả? Dạ, lúc đó heo nó khỏe rồi á. À, ăn rau ăn cỏ. Nó tự tách mẹ để tự ăn được rồi hả? Dạ. Ừ. Nó ăn rau ăn cống gỗ được hết rồi. Với lại hệ tiêu hóa đồ tốt hết rồi. Nghĩa là heo để ra thì mình chia ra từng người, mình tách riêng cái ô chuồng ra để cho heo để. Chuồng thì bình thường như giống như chuồng kia thì vậy đó. Nhưng mà khi mà heo con tập an là mình bỏ thêm cái lưới này vào để làm gì mình tách ra nó không cho khỏi bú mẹ hả? Dạ, có cái lỗ dưới này nè để khi mình tập heo con ăn mình cho trong này để heo con vô ăn. Heo mẹ không có ăn được á. Không dành thức ăn của heo con. Dạ dạ rồi. Có lưới này nè. Ngăn lại. Còn có cửa đó để mà mình chút kết thúc heo con thì lùa heo mẹ rồi kia đóng cửa lại. Heo con trong này mình bắt không kết thúc. Dạ. Chứ không nếu nếu không mình kết thúc heo con chắc heo mẹ ăn cán hay sao? Dạ nó dữ lắm. Nó mình không có bắt heo con được. Đây là heo con lớn hơn rồi hả? Dạ. Này do mưa cho nên phải đổ tráo vô. Cho nó đi phân nó sạch. Em theo như đánh giá của em thì bây giờ theo mình em nghĩ thì bây giờ đã trồng nuôi heo rừng này nó hiệu quả kinh tế hơn heo tráng không? Dạ nó hiệu quả kinh tế thì hiệu quả hơn đấy. Nhưng mà được cái nữa là nó thị trường nó ổn định hơn, giá nó không có bấp bênh như heo tráng. Nhưng bấp bênh. Dạ. Nuôi chắc còn khỏe hơn, dễ hơn đúng không? Dạ, nuôi chăm sóc thường xuyên cho heo rừng này thì nó có phải là cũng chăm sóc nhưng mà không nặng bằng heo tráng thì dạ, nặng về cái hồi mình chăm heo mẹ đẻ thôi, nuôi sản á, nuôi sản thì nó cực hơn thôi, còn nuôi heo thịt thì rất là dễ. Heo sản mẹ đẻ heo con thì heo tráng cũng khó khăn như vậy, cũng khó chăm sóc như vậy thôi, heo nào cũng khó. Heo rừng lai thì mình vô mình chăm heo con nó khó hơn á, nó dữ. Dữ hơn hả? Dạ, nó dữ lắm. Chăm heo con nó. Có ai nào bị heo cắn không? Có, bữa trước mới bị ha. Mới cắn cho má. Kinh à? Dạ. Được, nguy hiểm rồi, con kinh nghiệm chứ không khéo mua nó cắn em. Dạ, nuôi sinh sản thì phải hiểu tập tính của con heo mẹ. Tập tính heo mẹ rồi. Bây giờ mình đi ra ngồi mình thăm cái vườn cái của xiêm hả? Dạ. Đi trước đi. Vườn cây ăn quả này mình chủ yếu là mình trồng bưởi da xanh hả em? Dạ. Chỉ có bưởi da xanh. Năm nay mới rau bói hả? Mấy cây? Rau bói. Mình trồng được số lượng nhiều không em? Dạ được 300 cây. 300 cây hả? Thì trồng bưởi da xanh thì xung quanh cái diện tích đất trống này mình bổ sung thêm cái cỏ rồi cho heo ăn hả? Dạ. Chỉ trồng cỏ voi không lông á. Ăn cớp thì cũng ha, chứ bây giờ lát có thể là sử dụng cái chất thẻ của heo này làm phân bón cho cây trồng cũng được chứ đúng không em? Dạ. Có xúc để riêng ra, oi rồi rồi lại. Củ hôi mục xong mình bón lại cho cái cây. Dạ. Cho nên cái bưởi này chỉ bón phân trùng không à. Phân trùng. Nói chung là cây phân hữu cơ. Cái cây mà em bón được phân từ phân hữu cơ, phân trùng thì cái cây nó phát triển tốt hơn, xanh tốt hơn và chất lượng trái nó cũng ngon hơn. Vườn mình thì mình trồng được nhiều bưởi không em? Được bao nhiêu gốc bưởi? Dạ được 300 gốc. 300 gốc hả? Dạ. Hôm nay thì em xem cỏ. Cỏ thì cỏ voi hả? Dạ cỏ voi không lông ấy. Thân nó mập hơn. Bữa đây cây còn nhỏ mà ra bói cũng ra té rồi chứ gì? Được ra bói mới năm đây mới ra bói nha mẹ. Dạ năm nay mới ra bói. Này là hái rồi, còn lại cái trái nó xấu để lại. Cái còn hái rồi, bây giờ còn lại một ít trái thôi. Dạ, ở dưới kia nó ra nhiều hơn. Giếng sau năm hai mấy nè. Mày phúc thỏa mé. Giọt cỏ này nhiều nhất thôi. Tổng cái diện tích mình trồng bưởi là được là được bao nhiêu, diện tích bao nhiêu em? Dạ, được một hectare anh. Một hectare hả? Dạ. Bữa nay thì cũng giận mình cũng mới đầu tư mình mới trồng thì thôi chứ chắc cũng có thu bói ăn cho vui thôi chứ cũng chưa có thu nhập em thì. Dạ.
mới thu bó năm đầu ăn bữa biếu. À, đây là phân mình ủ để bốn cây này. Dạ. Phân này là phân dê, phân heo mình lái là mình ủ hay là phân gì đây? Phân heo cũng có mà mua thay phân dê nữa. Phân dê nữa hả? Dạ. Mẹ bỏ ghi hì. À, lồng cái tẹ ủ phân mà nó lồng cái tẹ bè bón lên đây. Ni là tẹ vừa bón cho mình mà vừa bón nè. À, nghĩa là em ủ phân vi sinh em vừa bón cho nhờ và bón cho người khác này hả? Dạ dạ. À, bón cho mấy người họ trồng rau, trồng cây cảnh thôi đó. Là bón cho những hộ dân quanh quanh đây hả, bón ở đâu? Dạ, bón ở đây. À, ừ, hàng gì em lồng cái xưởng lớn thì có lẽ em cũng không thêm bón chứ còn nếu như trong mình không mà sao mà lấy. Dạ, lồng phân thì lao rồi, cái năm nay mới lồng cái xưởng. À, mấy hồi chạy bọt thôi. Rất may hôm nay thì anh được đi tham quan cái trang trại chăn nuôi heo rừng lai kết hợp với cái vườn cây ăn quả của em. Thì qua quá trình tham quan hồi nãy giờ á, thì được biết đến cái trang trại của em được chăn nuôi số lượng đàn tương đối lớn, cả heo né cũng lẫn heo thịt. Thì em có thể là cho mọi người biết được rằng là mình nuôi heo rừng lai như vậy nó có gì khác với so với lại những heo tráng đồ thông thường không em? Nuôi heo rừng thì về kỹ thuật thì nó cần phải cái chuồng trại rộng rãi. Nó không có nuôi chặt như heo nhỏ để đảm bảo chất lượng thịt cho heo thịt á. À, thì chuồng phải rộng, mà thức ăn thì phải thức ăn xanh là chủ yếu. À, dạ, nghĩa là nguồn thức ăn là nghĩa là mình tự trồng những cây xanh rồi mình cho bổ sung. Dạ, cho heo ăn hả? Dạ, thức ăn xanh là chiếm chủ yếu trong đó để không có ép heo nó lớn quá nhanh. À, chất lượng thịt sẽ ngon hơn. À, một vấn đề nữa là mong em chia sẻ mọi người là về nuôi heo rừng le này và số lượng nuôi em tương đối nhiều như vậy thì em chia sẻ về cái mức thu nhập về cái nuôi heo rừng này đối với mọi người như thế nào? Thì với quy mô là 20 heo né như hiện tại chung trại của em thì một năm thì thu về khoảng 600-650 triệu. À, tổng có thu nhập đó hả? Dạ. À, tính về heo thôi. Số cái thu nhập tương đối lớn hả? Dạ. Biết đến cái mô hình cái trang trại của em là được chăn nuôi rất là lâu rồi. Tất nhiên là trong việc chăn nuôi thì em có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc chăn nuôi heo rừng le. Ừ. Thì bây giờ hiện tại có rất nhiều người đang khởi nghiệp về cái mô hình chăn nuôi lợn rừng le này. Thì với kinh nghiệm của em thì em có thể chia sẻ cho mọi người là phải đầu tư vào chăn nuôi như thế nào? Ừ. Với người mới bắt đầu vô tìm hiểu nuôi heo rừng á, thì mọi người cần tìm hiểu cái nơi cung cấp con giống và cách chăm sóc trước. Con giống thì phải những nơi trong trại cung cấp con giống uy tín để đảm bảo nguồn con giống sạch bệnh. Dạ, con giống to, khỏe để phát triển để mình nuôi thịt. Thứ hai nữa là có đất phải rộng rộng một tí. Ngoài về chuồng trại thì nuôi heo thì còn phải có chỗ để trồng thức ăn nhé. Cây xanh, cỏ. Phải có diện tích tương đối rộng. Để thứ nhất là mình làm chuồng trại, thứ hai là mình phải trồng những cây xanh để các cây để cho nguồn thức ăn cho heo. Dạ, yeah, cỏ, à, chuối rồi vậy á, cho heo ăn. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay yeah, rất là vui được thăm trang trại của em. À, chúc cái trang trại của em ngày càng phát triển nhiều hơn nữa. Rồi. Yeah. À,